Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giang Ô Tô Cần Thơ. Kênh của mình thì là chuyên mua bán kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939 529686 86. Và để quay trở lại video ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho anh em một con xe tải Hino. Tải là 3,5 tấn, thùng dài 5m nha anh em. Con này là thùng nhôm, sàn inox. Sơn xịn trong trong nha anh em. Vỏ lốp đẹp, đăng kiểm dài luôn. Anh em mua về thì chỉ có việc sử dụng thôi, không có tốn chi phí nào hết. Còn rất là thẳng thớm nha anh em, chưa có mốt méo gì hết. Sơn xịn đã bao cho anh em là 011, sơn xịn đẹp nha. Sẽ quay giật phần nội thất cho anh em xem. Con này thì tải là 3,45 tấn, tổng tải thì dưới 7 tấn nha anh em, 6,9 tấn thôi. Con này thì tính là vẫn còn cứng quay nha anh em, dọc thì dòng nhập Indo. Ghế được trang bị cho mình ghế da. Con này thì đã có lên máy lạnh và đầu radio nha anh em. Odo chạy được 128 nha. Mình sẽ quay về cái phần động cơ cho anh em xem. Đây. Máy rất là mới, mất biết máy rất là mạnh nha em. Cho anh em. Rồi anh em nào mà có nhu cầu xài con xe Hino 3,5 tấn này liên hệ cho em theo số điện thoại 0704666665 nha anh em, hoặc là số điện thoại 0939529686. Rất cảm ơn anh em đã xem video, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.